thế giới bái phục khi người phụ nữ Việt Nam này từng khiến cả Liên Hợp Quốc câm nín chỉ vì một câu nói. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, thời gian vừa qua liên tiếp có rất nhiều tờ báo quốc tế đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho cách làm ngoại giao của Việt Nam và cho rằng thế giới cần học tập để xây dựng quốc gia hùng mạnh. Và trong lúc nghiên cứu về ngoại giao nước ta, nhiều trang truyền thông đã không khỏi sửng sốt khi biết rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có phụ nữ làm ngoại giao giỏi nhất thế giới. Nói có sách, mách có chứng. Vừa qua, có bạn đã liên hệ về hòm thư nóng của mình hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam, kèm theo đó là 1001 những chiến tích lẫy lừng trong chặng đường làm ngoại giao của bà. Thậm chí bà ấy từng có một câu nói khiến Liên Hợp Quốc dậy sóng, còn nền ngoại giao của cả thế giới thì tâm phục khẩu phục. Bà ấy là ai? Bà ấy đã có câu nói gì mà có sức sống trường tồn như thế? Xin mời các bạn cùng mình đi hết video để tìm câu trả lời. Nhưng trước hết, các bạn hãy cùng gặp gỡ một người phụ nữ khác cũng làm ngoại giao, nhưng mà sao nó lạ lắm. Cho những ai chưa biết, đây là bà Natalia Jyenkina, đại sứ Ukraine. Cách đây chưa lâu thì bà ấy từng khiến cư dân mạng nóng ruột nóng gan khi 5 lần 7 lượt xúc phạm, bêu xấu về Việt Nam và cuồng ngôn phát biểu những câu chẳng ra gì. Bà này đã từng đòi Việt Nam hãy lên tiếng bảo vệ Ukraine đi và nói Việt Nam chỉ là nước nhỏ, không nên dựa hơi nước lớn. Đường đường là một nhà ngoại giao đại diện cho đất nước mà lại có cách ứng xử lạ đời như thế. Nhiều khán giả cho rằng bà đại sứ hãy lấy giấy bút ra, học tập cách mà những nhà ngoại giao lỗi lạc của Việt Nam đã làm đi. Và lúc ấy, nhiều khán giả cũng đã nhắc ngay đến một cái tên, cũng là vị nữ ngoại giao, nhưng có những dấu ấn khiến cả thế giới ngả mũ nể phục. Không ai khác, đó chính là một trong những hình ảnh tiêu biểu của đối ngoại nhân dân Việt Nam, nhà ngoại giao nữ kiệt xuất, bà Nguyễn Thị Bình. Bà là cháu ngoại của cụ Phan Châu Trinh, nhà yêu nước tiền bối, quê ở Quảng Nam. Với phong cách ngoại giao lịch lãm và duyên dáng, bà được giới truyền thông đặt cho biệt hiệu Madame Bình. Xưa nay, cả những nhà ngoại giao lỗi lạc nhất của Mỹ, Anh và Pháp cũng từng không ít lần tái mặt cúi đầu trước bà. Bên cạnh bàn đàm phán, trong những cuộc họp báo, gặp gỡ, tiếp xúc, bà đã mang tinh thần đó để lan truyền đến mỗi người đối thoại. Để từ đây, Việt Nam đã đi vào thế giới qua hình ảnh một người phụ nữ với quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc và quyết tâm chiến đấu để bảo vệ những quyền thiêng liêng đó. Trong 4 năm đàm phán, bà Bình đi thăm nhiều nước để tranh thủ sự ủng hộ của các nước khác. Bà từng đối diện với những áp lực nặng nề nhất khi bà sang thăm Anh, một nước luôn ủng hộ Mỹ. Chuyến thăm tốt đẹp hơn cả mong đợi. Kết thúc buổi đón tiếp long trọng, bà Đàm Bình từ trên đài cao bước xuống, đi diễu hành giữa hai hàng cảnh binh bảo vệ. Giữa quảng trường Trafalgar lớn, dừng người hô vang khẩu hiệu đoàn kết với Việt Nam, chấm dứt chiến tranh. Khi đến thăm Thụy Điển, bà được đích thân Thủ tướng Olof Palme tiếp và cùng bà Đàm Bình dẫn đầu cuộc biểu tình ủng hộ Việt Nam. Khi bà đặt chân sang Pháp, truyền hình Pháp tổ chức cuộc họp báo ở hai đầu Paris và Washington, có 20 nhà báo tham gia, 10 người phần lớn là Mỹ, bảo vệ lập trường của Mỹ, 10 người phần lớn là Pháp, trung lập. Bà Bình một mình giữa các nhà báo sừng sỏ, dưới ánh đèn sang chói, đã bình tĩnh đối đáp đàng hoàng, mạnh mẽ, nhưng hòa nhã, nêu rõ thiện chí muốn tìm giải pháp chính trị, chấm dứt chiến tranh. Thật khâm phục người phụ nữ nhỏ bé, một mình đương đầu với cả một đàn nhà báo phương Tây sừng sỏ, nhiều thủ đoạn, chiêu trò, dồn ép như thế. Khi trở lại Paris, bà Bình mở ngay một cuộc họp báo, tuyên bố chỉ có một nước Việt Nam, chỉ có một dân tộc Việt Nam và chính phủ cách mạng lâm thời là đại diện của nhân dân Việt Nam. Bà còn khẳng định người Mỹ có thể lên mặt trăng và trở về an toàn, còn sang Việt Nam thì tôi không dám chắc. Câu nói ấy đã khiến cả thế giới lúc ấy như đứng tim vì sự mạnh mẽ, quyết liệt và vô cùng bản lĩnh của bà. Lúc ấy, bà Madame Bình mặc áo dài truyền thống của Việt Nam bằng lụa vân màu xanh lá cây, trông rất thoải mái. Đôi lúc bà nở nụ cười, làm khuôn mặt càng rạng rỡ. Trả lời các nhà báo rõ ràng, khúc chiết, làm cho người ta có cảm giác đứng trước một quý bà đầy bản lĩnh, đầy tự tin. Khi người Mỹ hỏi bà, chính phủ bà thủ đô đóng ở đâu? Bà trả lời cứng cỏi, ở trong trái tim người Việt Nam. Bà có bản lĩnh tuyệt vời, ý kiến sắc bén, đúng với tình hình đang diễn ra ở cả hai miền Việt Nam. Một mình bà ung dung tự tại trên chiến trường ngoại giao. Có nhà báo hỏi, có quân đội miền Bắc ở miền Nam không? Bà Bình trả lời, dân tộc Việt Nam là một, người Việt Nam ở Bắc cũng như ở Nam đều có nghĩa vụ chiến đấu trong xâm lược. Nhà báo hỏi, vùng giải phóng ở đâu? Bà Bình trả lời dứt khoát, nơi nào Mỹ ném bom, bắn phá thì đó chính là vùng giải phóng của chúng tôi. Nếu không, tại sao Mỹ lại phải ném bom? Có thể nói mà không sợ quá rằng, có lẽ bà là người Việt Nam nhiều bạn bè nhất trên thế giới.
từ những người dân thường cho đến các nguyên thủ quốc gia nổi tiếng. Những năm tháng ấy, bà có mặt ở hầu khắp hành tinh. Và thật lạ, thật đẹp, hình ảnh của một Việt Nam đang chiến đấu khốc liệt lại được đại diện không phải bằng một chiến binh đằng đằng sát khí, mà là một phụ nữ nhỏ nhắn, khiêm nhường và uyên bác, gần gũi mà sang trọng. Sự kiên định không gì lay chuyển nổi lại được thể hiện chính bằng một vẻ thong dong đầy tự tin. Mình đã đọc được những dòng bình luận của các bạn Việt Nam, dường như ai ai cũng không giấu nổi niềm xúc động khi ngay thời khắc khói lửa Ukraine mới nhận ra nữ ngoại giao của Việt Nam tuyệt vời đến mức nào. Kính trọng bà, người phụ nữ Việt Nam kiên cường và trí tuệ, bà có bản lĩnh tuyệt vời trên chính trường thế giới với tài ngoại giao sắc bén, không hổ danh là trí tuệ Việt Nam. Bà là cháu của cụ Phan Châu Trinh, thật tự hào về bà. Xem mấy phóng sự phỏng vấn đối thoại của bà mới thấy nể phục. Giao tiếp bằng tiếng nước ngoài tốt, giọng điệu đanh thép, một giọng phát ngôn đại diện cho dân tộc Việt Nam. Rất thích nghe bà Bình nói tiếng Pháp, nghe rất đã tai luôn, người Việt Nam muôn đời tôn kính bà. Những thành tựu rực rỡ trên mặt trận ngoại giao của bà không chỉ đến từ những kiến thức sách vở. Dĩ nhiên, nền tảng học thức mà bà đã được thụ hưởng từ truyền thống gia đình cũng là điều hết sức quan trọng. Nhưng quan trọng hơn, đó chính là tâm thế khi bước ra thế giới. Ở người phụ nữ ấy, người ta thấy niềm tin vào chính nghĩa của một công dân yêu nước và trái tim yêu thương của một phụ nữ Việt Nam thuần hậu. Mỗi khoảnh khắc với bà là những sức ép nặng nề, là những quyết tâm không thể lay chuyển vì độc lập tự do, là những phút căng mình trên mặt trận ngoại giao. Vì đứng sau mỗi câu nói, mỗi cử chỉ là một dân tộc trong mưa bom bão đạn, sống giữa lòng dân tộc, nơi hằn in những khổ cực của nhân dân trong gông cùm nô lệ và mãnh liệt những khao khát đổi đời. Lý tưởng hình như đã trở thành tinh thần cao cả nhất trong tâm hồn bà. Cả cuộc đời bà đã đau nỗi đau chia ly của dân tộc, thăng trầm cùng những khúc quanh lịch sử và đau đáu trong khao khát được nhìn thấy đất nước trở nên đẹp đẽ hơn, tử tế hơn. Nhà văn Thụy Điển Sarah Littman trong cuốn Trái tim thế giới đã viết: "Ở đâu có bà Bình, người ta không còn nhìn thấy ai khác. Khi nghe bà Bình nói, người ta không còn muốn nghe ai khác. Bà bí ẩn, tinh tế vô cùng." Bà đã được nghỉ hưu từ năm 2002, nhưng khi đang ở tuổi 82, bà vẫn khởi xướng một chương trình giáo dục dành cho cấp học phổ thông. Bà nói, khi người ta được tạo một nền tảng vững chắc ngay từ đầu khi bước vào cuộc sống, dù có gặp hoàn cảnh nào đi nữa, vẫn giữ được nhân cách của mình để đi tiếp. Cho dù tự trong sâu thẳm, chính bà cũng không biết liệu mình có đủ sức đi đến cùng chương trình đó không, vì một chương trình như thế chí ít cũng cần 5 năm. Thế nhưng vào độ tuổi mà con người đáng lẽ phải nghỉ ngơi, bà vẫn bắt đầu. Mình tự hỏi sức mạnh nào trong con người bà để không mệt mỏi với tuổi tác, với công việc và cuộc sống. Trong những câu chuyện về bà, hình như có một điều thật thiêng liêng chưa bao giờ già cỗi trong đôi má đó, giọng nói và suy nghĩ đó. Định mệnh đã đặt người phụ nữ ấy trên con đường độc lập của dân tộc để miệt mài với những tâm huyết và suy tư cháy bỏng, vượt lên những sức ép của thời cuộc và sự mệt mỏi của thời gian. Các bạn thấy đó, đối với con người yêu nước chân chính ấy, độc lập không chỉ là một danh hiệu đơn thuần mà thiêng liêng hơn, đó là nơi con người được đảm bảo các quyền được sống, quyền được tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc. Mình tin tưởng rằng những nhà lãnh đạo đại tài như bà Nguyễn Thị Bình thực sự đáng được chúng ta tôn vinh và kính nể ngàn đời. Tấm gương ngoại giao lẫy lừng như bà sẽ sáng soi trong người Việt đời sau, sẽ là hình ảnh để những nhà lãnh đạo tập sự đang vụng về trên thế giới tự chấn chỉnh phát ngôn, hành vi và tư cách của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn có quan điểm như thế nào sau khi xem video này? Nhanh tay bình luận bên dưới cho mình biết nha! Ngày hôm nay dừng lại ở đây thôi nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo!